Vâng, bên em đang set up những bộ sản phẩm karaoke chuyên nghiệp dùng cho gia đình. Đầu tiên em giới thiệu dòng đẩy TDL Cotic, dòng đẩy kiểu dáng rất đẹp, cực khủng, công suất 1000W một kênh. Kiểu dáng đẹp, độ bền cao, đẩy hàng mới cứng nữa nhá. Vừa khui thùng nha. Đấy, trên là vàng X5. Hàng bãi. Đây là loa DG, các bác biết rồi, em giới thiệu 7,5 triệu giá tại cửa hàng. Hàng rất là đẹp, bát 30 tắt kèn, hàng bãi xịn. Và loa Eric này thì em giới thiệu cũng rất nhiều rồi, chính là bát B3. Dòng Eric B3 vẫn là một. Đấy, giá rất đẹp. Nên nhớ thùng gỗ, các bác thoải mái nhảy múa, ngồi với cây thoải mái. Đấy, súp là súp bát 40 từ 220 con 100 để đánh rung nhà. Đấy, đây là những bộ phá làng phá xóm, hoặc là các bác hát karaoke nó đã lắm, phá nhà thôi, phá làng phá xóm này. Đấy, anh em đang set up những bộ đấy, không cần thiết phải nhiều nhá, một chiếc đẩy, một chiếc vàng số rồi, và một cặp loa full, một đôi súp này, các bác có thể đánh được thêm một đôi full nữa. Đấy, thêm một đôi full nữa nhá, chiếc đẩy chơi được rất đa năng. Đấy, bộ như này xem có hay không. À, trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác.